Kính chào các vị phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thương mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến một chủ đề thật yêu thương, đó là chủ đề 3, gia đình nhỏ, bài số 2, chiếc bánh sinh nhật. Nào, mình cùng nhau tìm hiểu về hình khối, màu sắc và cách trang trí một chiếc bánh thật sáng tạo nhé. Chúng ta vừa nghe một bài hát thật quen thuộc, chắc chắn chúng ta đoán được bài hát gì rồi phải không? Còn cô thì đang tưởng tượng chúng ta đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật với rất nhiều hình ảnh tuyệt đẹp và nổi bật nhất là chiếc bánh sinh nhật. Nào, mình cùng chuẩn bị đồ dùng học tập nhé! Các bạn có thể chuẩn bị viết chì, viết màu, đất nặn, hoặc chúng ta không có điều kiện mua đất nặn thì hãy nhào một chút bột mì với nước, để chúng ta có một chất liệu tạo hình thật phù hợp. Bây giờ, các em cùng mở sách giáo khoa trang 34 và vở bài tập trang 20 để tìm hiểu về hình khối, đặc điểm trang trí trên chiếc bánh sinh nhật. Ở bài học này, chúng ta sẽ nặn hoặc vẽ chiếc bánh theo hình em vẽ trang 19 nhé. Sau khi quan sát các hình ảnh, mình cùng trả lời một số câu hỏi hoặc thảo luận cùng người thân nhé. Chiếc bánh có hình khối gì? Bánh có mấy tầng? Hoặc những tầng đó giống với khối gì? Những khối nào được lặp lại? Màu sắc của chiếc bánh như thế nào? Chi tiết nào làm chiếc bánh đẹp hơn? Thank you.
Thực được bài học, các con hãy trả lời câu hỏi sau đây. Con lựa chọn đất nặn màu gì và sẽ nặn chiếc bánh từ hình khối cơ bản nào? Có thể trang trí chiếc bánh với các khối dạng nét, chấm, màu như thế nào? Con sẽ dùng khối hình trụ dài để trang trí tạo nét thẳng, nét xích rắc hay xoắn ốc. Các nét đó ở vị trí nào? Màu gì trên bánh? Vì sao con sắp xếp như vậy? Chúng ta có thể thấy rằng có 3 bước để nặn một chiếc bánh sinh nhật. Bước 1, tạo ra các khối trụ tròn hoặc vuông. Bước 2, ghép chồng các khối lên nhau tạo thành hình chiếc bánh. Bước 3, trang trí chiếc bánh sinh nhật bằng các khối dạng nét, chấm màu. Chúng ta cần ghi nhớ các khối trụ tròn vuông có thể sử dụng để tạo hình và trang trí chiếc bánh sinh nhật. Có thể dùng các dạng khối khác nhau để tạo hình chiếc bánh sinh nhật. Ta quan sát thêm một số tạo hình từ các chất liệu khác nhau như giấy, vải nỉ hoặc từ vỏ hộp, bằng bìa. Ta quan sát thêm một số tạo hình từ các chất liệu khác nhau như giấy, vải nỉ hoặc từ vỏ hộp, bằng bìa như cốc, hộp bánh, vân vân đã qua sử dụng. Với những hình khối cơ bản, chúng ta đã tạo ra được những chiếc bánh sinh nhật thật phong phú và thân thiện với môi trường, phải không nào? Các em hãy giữ lại bài nặn hoặc vẽ của mình để chúng ta có thể hoàn thành sau trong những buổi tiếp theo. Các em tham khảo trong sách giáo khoa trang 34, 35, 36, 37 thêm nữa nhé.
sau khi đã hoàn thành sản phẩm của mình, em hãy nêu cảm nhận của em với người thân hoặc bạn bè về sản phẩm mỹ thuật mà mình yêu thích, hình khối đã tạo ra chiếc bánh, cách trang trí chiếc bánh, hay em sẽ tặng sản phẩm bánh sinh nhật này cho ai, khi tặng em sẽ chúc người ấy điều gì. Sau đó mình có thể sắm vai người bán hàng và người mua hàng với người thân để giới thiệu về sản phẩm bánh sinh nhật của cửa hàng mình. Mình có thể phỏng vấn người mua bánh, tại sao bạn lại chọn mua những chiếc bánh sinh nhật này, bạn mua tặng ai, khi mua bạn nói mua tặng như thế nào. Bạn có thể nhận xét, đánh giá và bảo quản sản phẩm. Nếu là đất nặng, chúng ta sẽ bảo quản nơi thoáng mát và tạo độ ẩm bằng cách phun sương hoặc khăn ẩm nhé. Chúc các em thành công!